Tại tỉnh Bình Thuận, Bộ Giao thông Vận tải vừa tổ chức lễ phát động thi đua 120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 4 dự án đường bộ cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, Cam Lộ, La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Giây. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng với đại diện lãnh đạo bộ, ngành trung ương, nhà thầu và các đơn vị thi công. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải. Theo đó, một số khoản phí, lệ phí, Bộ Tài chính đề xuất giảm đến 50% mức thu hiện hành. Mức thu của Bộ Tài chính đề xuất như sau: phí trọng tải tàu, thuyền và phí bảo đảm hàng hải, lệ phí ra vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa, dự kiến bằng 80% mức thu hiện hành. Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt bằng 50% mức thu phí quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. Đối với lệ phí ra vào cảng biển, bến thủy nội địa, phí trình báo đường thủy, Bộ Tài chính đề xuất mức thu mới bằng 50% mức thu hiện hành. Mức giảm này có hiệu lực kể từ khi thông tư ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt áp dụng nhiều mức giảm giá vé tập thể trên các đoàn tàu để thu hút khách sau cao điểm vận tải mùng 2 tháng 9. Cụ thể, hành khách mua vé tập thể được giảm giá tùy theo số lượng khách trong đoàn và thời gian mua trước ngày đi tàu. Theo đó, đoàn từ 5 đến 10 người khi mua trước từ 1 đến 4 ngày được giảm 5%, trước từ 5 đến 19 ngày giảm 6%, trước từ 20 ngày trở lên được giảm 7%. Tương tự, đoàn từ 11 đến 42 người, mức giảm là 6, 7 và 8%. Đoàn từ 43 đến 70 người, các mức giảm tương ứng là 7, 8 và 9%. Đoàn từ 71 đến 100 người, các mức giảm tương ứng là 8%, 10% và 12%. Đoàn từ 101 người trở lên, các mức giảm là 10%, 12% và 14%. Ngành đường sắt cũng áp dụng chính sách giảm giá 10% vé lượt về khi hành khách mua vé khứ hồi. Nhằm thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, nhiều địa phương của Hà Nội đã phối hợp nhiều biện pháp như việc luân chuyển cán bộ, giám sát chi từ nguồn ngân sách cho đến việc tiết kiệm trong chi thường xuyên, qua đó tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng. Anh Ninh Quang Thành là công chức đang làm việc tại Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, tuy nhiên anh được điều động về phường Trần Hưng Đạo theo chương trình luân chuyển cán bộ. Anh cho biết được làm việc tại cơ sở giúp anh phát huy tốt sở trường của mình hơn. Hiện tại mình đang đảm nhiệm thì việc đầu tiên là thấy phù hợp với bản thân mình, nên là bản thân là thấy tiếp thu công việc rồi làm việc rất là thích. Quận Hoàn Kiếm cũng xác định quan điểm lấy phòng làm chính, và trong các giải pháp để thực hiện phòng thì biện pháp luân chuyển cán bộ cũng là một giải pháp rất là quan trọng. Thứ nhất là theo thực hiện đúng các quy định về công tác cán bộ. Thứ hai đấy là cũng là tạo cho cán bộ có động lực để có thực hiện tốt, hiệu quả hơn trong trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ. Ngoài việc luân chuyển cán bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố Hà Nội còn lập hàng chục ban giám sát cộng đồng để giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư công, việc chi trả cho các đối tượng từ nguồn ngân sách nhà nước. Qua giám sát thường xuyên cũng như là ban giám sát đầu tư cộng đồng thì chúng tôi đã có kịp thời có những kiến nghị, đề xuất với lại chủ đầu tư để kịp thời có điều chỉnh, cũng như là để dự án làm sao mà có lợi ích nhất cho người dân. Ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ngoài việc thực hiện các quy định của luật phòng chống tham nhũng thì huyện còn siết chặt các khoản chi thường xuyên nhằm tiết kiệm chống lãng phí. Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng thì huyện đã thực hiện nghiêm việc thực hiện đấu thầu chào cạnh tranh trong năm 2021, qua đó đã tiết kiệm được là trên 12 tỷ đồng. Quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, cắt giảm tối đa các chi phí như là tổ chức hội nghị, hội họp và cắt giảm các chi cho lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khai trương, các nội dung chi không cần thiết khác. Huyện đã tiết kiệm là 10% dự toán chi hoạt động thường xuyên, và ngoài ra trong năm 2021 là do ảnh hưởng tình hình của dịch bệnh Covid và huyện Mỹ Đức cũng đã cố gắng cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết, và số tiền tiết kiệm được trong năm 2021 là trên 6 tỷ đồng. Để công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí có hiệu quả, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình số 10, trong đó xác định rõ phương châm lấy phòng ngừa là chính là cơ bản. Chương trình cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp như nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, hoàn thiện các quy định kịp thời khắc phục những bất cập, bịt những khoảng trống kẽ hở để không thể tham nhũng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện mở cao điểm kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn cho đến ngày 30 tháng 9. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát, đánh giá, phân loại các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar. Việc này nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu siết chặt, nâng cao chất lượng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong đầu tư, xây dựng, công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường và các loại hình cơ sở kinh doanh tương tự. Còn tại Hà Nội, tính từ đầu năm 2022 đến nay, các lực lượng chức năng đã đình chỉ 326 quán karaoke vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là từ thời điểm giữa tháng 8 tới nay, đã tạm đình chỉ thêm 27 cơ sở, phạt 1 tỷ đồng. Đợt cao điểm kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 9. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tổng hợp rà soát các cơ sở vi phạm mà chưa khắc phục, gửi danh sách cho các cơ quan thông tấn báo chí, đăng tải công khai để người dân cùng giám sát với các cơ quan chức năng. Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra các trận mưa lớn gây nhiều thiệt hại về tài sản và hoa màu. Mưa lớn cũng gây nước xiết tại các đập qua suối, tiềm. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Ngày 10 tháng 9, Trung tâm Chỉ huy Nguồn nước Quốc gia của Thái Lan đã đưa ra cảnh báo cho người dân ở 56 tỉnh, bao gồm cả thủ đô Bangkok và các khu vực ngoại ô, đề phòng nước lũ có thể gây tràn bờ sông, gây ra ngập lụt trên diện rộng do lượng mưa lớn trong suốt 24 giờ qua. Liên tục trong nhiều ngày qua, mưa to đến rất to trên toàn Thái Lan đã khiến nhiều tỉnh thành đối mặt với tình trạng lụt lội nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Tại thủ đô Bangkok, những trận mưa như trút nước đã ập xuống trong hàng chục ngày qua, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ gia đình. Chính phủ Thái Lan phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang triển khai nhiều biện pháp để ứng phó. Cục Khí tượng Thái Lan cho biết, nhiều khả năng tình trạng mưa to đến rất to sẽ tiếp tục diễn ra tại 56 tỉnh thành, bao gồm toàn bộ thủ đô Bangkok và các tỉnh phụ cận trong một tháng tới. Cơ quan này cảnh báo, người dân nên đề phòng mưa lớn và nước mưa tích tụ có thể gây ra lũ quét và lụt lội, đặc biệt là dọc theo các khu vực đường thủy và vùng trũng. Ngày 10 tháng 9, Mỹ đã tuyên bố khoản viện trợ 40 triệu đô la Mỹ để mua phân bón và các nguyên liệu đầu vào nông nghiệp quan trọng khác nhằm kịp thời hỗ trợ vào vụ canh tác tiếp theo của Sri Lanka. Lãnh đạo Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, bà Samantha Power đang ở thăm Sri Lanka, dẫn số liệu của Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, hơn 6 triệu người, tương đương gần 30% dân số Sri Lanka, đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và cần được hỗ trợ nhân đạo. Khoản tiền mà Mỹ viện trợ sẽ giúp 1 triệu nông dân bắt đầu mùa vụ tiếp theo trong thời gian sắp tới. Sri Lanka đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất và tình trạng thiếu hụt trầm trọng các mặt hàng thiết yếu như lương thực, nhiên liệu và thuốc men vì thiếu ngoại tệ để thanh toán hàng nhập khẩu. Năng suất nông nghiệp giảm hơn một nửa trong 2 vụ canh tác vừa qua do các nhà chức trách cấm nhập khẩu phân bón hóa học để thúc đẩy canh tác hữu cơ. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 10 tháng 9 đã công bố chương trình hỗ trợ khẩn cấp, tăng lương và lương hưu nhằm giúp cho người dân chuẩn bị đối phó với mùa đông khó khăn, chi phí sinh hoạt tăng cao. Thủ tướng Hy Lạp cho biết chính phủ sẽ tăng lương hưu và lương tối thiểu vào năm tới. Theo Thủ tướng Hy Lạp, khoảng 1,3 triệu hộ gia đình đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính để sưởi ấm trong mùa đông. Từ năm ngoái, chính phủ Hy Lạp đã chi hơn 8 tỷ euro trợ cấp hóa đơn điện cho các hộ gia đình để đối phó với giá năng lượng tăng vọt. Thủ tướng Hy Lạp cũng cam kết trợ cấp thêm cho nông dân, doanh nghiệp, người thất nghiệp, sinh viên, người có thu nhập thấp, cũng như các nhóm dễ tổn thương khác. Nhờ doanh thu du lịch tăng hơn kỳ vọng trong năm nay, chính phủ Hy Lạp đã quyết định sử dụng mọi không gian tài chính để tiếp tục tài trợ cho hóa đơn điện. Kinh tế Hy Lạp dự báo tăng trưởng hơn 5% trong năm nay, cao hơn mức dự báo 3,1% được đưa ra trước đó. Tại tỉnh Bình Thuận, Bộ Giao thông Vận tải vừa tổ chức lễ phát động thi đua 120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 4 dự án đường bộ cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, Cam Lộ, La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Giây. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng với đại diện lãnh đạo bộ, ngành trung ương, nhà thầu và các đơn vị thi công. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải. Theo đó, một số khoản phí, lệ phí, Bộ Tài chính đề xuất giảm đến 50% mức thu hiện hành. Mức thu của Bộ Tài chính đề xuất như sau: phí trọng tải tàu, thuyền và phí bảo đảm hàng hải, lệ phí ra vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa, dự kiến bằng 80% mức thu hiện hành. Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt bằng 50% mức thu phí quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. Đối với lệ phí ra vào cảng biển, bến thủy nội địa, phí trình báo đường thủy, Bộ Tài chính đề xuất mức thu mới bằng 50% mức thu hiện hành. Mức giảm này có hiệu lực kể từ khi thông tư ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt áp dụng nhiều mức giảm giá vé tập thể trên các đoàn tàu để thu hút khách sau cao điểm vận tải mùng 2 tháng 9. Cụ thể, hành khách mua vé tập thể được giảm giá tùy theo số lượng khách trong đoàn và thời gian mua trước ngày đi tàu. Theo đó, đoàn từ 5 đến 10 người khi mua trước từ 1 đến 4 ngày được giảm 5%, trước từ 5 đến 19 ngày giảm 6%, trước từ 20 ngày trở lên được giảm 7%. Tương tự, đoàn từ 11 đến 42 người, mức giảm là 6, 7 và 8%. Đoàn từ 43 đến 70 người, các mức giảm tương ứng là 7, 8 và 9%. Đoàn từ 71 đến 100 người, các mức giảm tương ứng là 8%, 10% và 12%. Đoàn từ 101 người trở lên, các mức giảm là 10%, 12% và 14%. Ngành đường sắt cũng áp dụng chính sách giảm giá 10% vé lượt về khi hành khách mua vé khứ hồi. Nhằm thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, nhiều địa phương của Hà Nội đã phối hợp nhiều biện pháp như việc luân chuyển cán bộ, giám sát chi từ nguồn ngân sách cho đến việc tiết kiệm trong chi thường xuyên, qua đó tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng. Anh Ninh Quang Thành là công chức đang làm việc tại Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, tuy nhiên anh được điều động về phường Trần Hưng Đạo theo chương trình luân chuyển cán bộ. Anh cho biết được làm việc tại cơ sở giúp anh phát huy tốt sở trường của mình hơn. Hiện tại mình đang đảm nhiệm thì việc đầu tiên là thấy phù hợp với bản thân mình, nên là bản thân là thấy tiếp thu công việc rồi làm việc rất là thích. Quận Hoàn Kiếm cũng xác định quan điểm lấy phòng làm chính, và trong các cái giải pháp để thực hiện phòng thì biện pháp luân chuyển cán bộ cũng là một giải pháp rất là quan trọng. Thứ nhất là theo thực hiện đúng các cái quy định về công tác cán bộ. Thứ hai đấy là cũng là tạo cho cán bộ có cái động lực để có thực hiện tốt, hiệu quả hơn trong cái việc thực thi nhiệm vụ công vụ. Ngoài việc luân chuyển cán bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố Hà Nội còn lập hàng chục ban giám sát cộng đồng để giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư công, việc chi trả cho các đối tượng từ nguồn ngân sách nhà nước. Qua giám sát thường xuyên cũng như là ban giám sát đầu tư cộng đồng thì chúng tôi đã có kịp thời có những cái kiến nghị, đề xuất với lại chủ đầu tư để kịp thời có cái điều chỉnh cũng như là để dự án làm sao mà có lợi ích nhất cho người dân. Ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ngoài việc thực hiện các quy định của luật phòng chống tham nhũng thì huyện còn siết chặt các khoản chi thường xuyên nhằm tiết kiệm chống lãng phí. Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng thì huyện đã thực hiện nghiêm cái việc thực hiện đấu thầu chào cạnh tranh trong năm 2021, qua đó đã tiết kiệm được là trên 12 tỷ đồng. Quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, cắt giảm tối đa các chi phí như là tổ chức hội nghị, hội họp và cắt giảm các cái chi cho lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khai trương, các nội dung chi không cần thiết khác. Huyện đã tiết kiệm là 10% dự toán chi hoạt động thường xuyên. Và ngoài ra trong năm 2021 là do ảnh hưởng tình hình của dịch bệnh Covid và huyện Mỹ Đức đã cố gắng cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết và số tiền tiết kiệm được trong năm 2021 là trên 6 tỷ đồng. Để công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí có hiệu quả, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình số 10, trong đó xác định rõ phương châm lấy phòng ngừa là chính là cơ bản. Chương trình cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như nâng cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, hoàn thiện các quy định, kịp thời khắc phục những bất cập, bịt những khoảng trống kẽ hở để không thể tham nhũng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện mở cao điểm kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn cho đến ngày 30 tháng 9. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát, đánh giá, phân loại các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar. Việc này nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu siết chặt, nâng cao chất lượng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong đầu tư, xây dựng, công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường và các loại hình cơ sở kinh doanh tương tự. Còn tại Hà Nội, tính từ đầu năm 2022 đến nay, các lực lượng chức năng đã đình chỉ 326 quán karaoke vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là từ thời điểm giữa tháng 8 tới nay, đã tạm đình chỉ thêm 27 cơ sở, phạt 1 tỷ đồng. Đợt cao điểm kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 9. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tổng hợp rà soát các cơ sở vi phạm mà chưa khắc phục, gửi danh sách cho các cơ quan thông tấn báo chí, đăng tải công khai để người dân cùng giám sát với các cơ quan chức năng. Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra các trận mưa lớn gây nhiều thiệt hại về tài sản và hoa màu. Mưa lớn cũng gây nước xiết tại các đập qua suối, tiềm ẩn nguy cơ. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Ngày 10 tháng 9, Trung tâm Chỉ huy Nguồn nước Quốc gia của Thái Lan đã đưa ra cảnh báo cho người dân ở 56 tỉnh, bao gồm cả thủ đô Bangkok và các khu vực ngoại ô, đề phòng nước lũ có thể gây tràn bờ sông, gây ra ngập lụt trên diện rộng do lượng mưa lớn trong suốt 24 giờ qua. Liên tục trong nhiều ngày qua, mưa to đến rất to trên toàn Thái Lan đã khiến nhiều tỉnh thành đối mặt với tình trạng lụt lội nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Tại thủ đô Bangkok, những trận mưa như trút nước đã ập xuống trong hàng chục ngày qua, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ gia đình. Chính phủ Thái Lan phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang triển khai nhiều biện pháp để ứng phó. Cục Khí tượng Thái Lan cho biết, nhiều khả năng tình trạng mưa to đến rất to sẽ tiếp tục diễn ra tại 56 tỉnh thành, bao gồm toàn bộ thủ đô Bangkok và các tỉnh phụ cận trong một tháng tới. Cơ quan này cảnh báo, người dân nên đề phòng mưa lớn và nước mưa tích tụ có thể gây ra lũ quét và lụt lội, đặc biệt là dọc theo các khu vực đường thủy và vùng trũng. Ngày 10 tháng 9, Mỹ đã tuyên bố khoản viện trợ 40 triệu đô la Mỹ để mua phân bón và các nguyên liệu đầu vào nông nghiệp quan trọng khác nhằm kịp thời hỗ trợ vào vụ canh tác tiếp theo của Sri Lanka. Lãnh đạo Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, bà Samantha Power đang ở thăm Sri Lanka, dẫn số liệu của Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, hơn 6 triệu người, tương đương gần 30% dân số Sri Lanka, đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và cần được hỗ trợ nhân đạo. Khoản tiền mà Mỹ viện trợ sẽ giúp 1 triệu nông dân bắt đầu mùa vụ tiếp theo trong thời gian sắp tới. Sri Lanka đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất và tình trạng thiếu hụt trầm trọng các mặt hàng thiết yếu như lương thực, nhiên liệu và thuốc men vì thiếu ngoại tệ để thanh toán hàng nhập khẩu. Năng suất nông nghiệp giảm hơn một nửa trong 2 vụ canh tác vừa qua do các nhà chức trách cấm nhập khẩu phân bón hóa học để thúc đẩy canh tác hữu cơ. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 10 tháng 9 đã công bố chương trình hỗ trợ khẩn cấp, tăng lương và lương hưu nhằm giúp cho người dân chuẩn bị đối phó với mùa đông khó khăn, chi phí sinh hoạt tăng cao. Thủ tướng Hy Lạp cho biết chính phủ sẽ tăng lương hưu và lương tối thiểu vào năm tới. Theo Thủ tướng Hy Lạp, khoảng 1,3 triệu hộ gia đình đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính để sưởi ấm trong mùa đông. Từ năm ngoái, chính phủ Hy Lạp đã chi hơn 8 tỷ euro trợ cấp hóa đơn điện cho các hộ gia đình để đối phó với giá năng lượng tăng vọt. Thủ tướng Hy Lạp cũng cam kết trợ cấp thêm cho nông dân, doanh nghiệp, người thất nghiệp, sinh viên, người có thu nhập thấp, cũng như các nhóm dễ tổn thương khác. Nhờ doanh thu du lịch tăng hơn kỳ vọng trong năm nay, chính phủ Hy Lạp đã quyết định sử dụng mọi không gian tài chính để tiếp tục tài trợ cho hóa đơn điện. Kinh tế Hy Lạp dự báo tăng trưởng hơn 5% trong năm nay, cao hơn mức dự báo 3,1% được đưa ra trước đó. Chuyển sang các thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên hôm nay 11 tháng 9, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông về chiều tối. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết về thời tiết các vùng trên cả nước. Dự báo thời tiết chiều và đêm 11 tháng 9, phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.